Nè bà chủ đó bà ơi. Muốn qua thì bà chủ không có đi ra bạn. Bữa nay mình đi xe luôn rồi bà chủ. Chào khán giả đây bà chủ ơi. Chào cả nhà nha. Bảo Bảo hôm nay đi móc vừa ở Cầu Kè. Rồi hồi sáng thì mình ngày qua mình không có đi ra, bữa nay mình cũng không cũng vậy luôn, mình đi xe qua tới rồi mình gặp cả nhà trước nha. Rồi anh em đang chuẩn bị lên. Dạ ông chủ kìa. Ông chủ chưa có rượu bạn ơi. Chủ có miếng rượu vô, ông chủ mới hoạt bát dữ, ông chủ chưa có rượu là chưa có sung đâu. Chủ này cũng máu lắm mà có rượu mới sung. anh em cũng lâu cùng móc rồi đó, chuẩn bị lên giường móc rồi đó. Rồi chút xíu nữa rồi lên giường rồi quay anh em móc vừa cho cả nhà xem nha. Rồi chuẩn bị tiến hành đi bẫy dừa rồi bạn ơi, lên review anh em bẫy dừa cho cả nhà mình xem nha. Bạn ơi tới vườn của anh Trắng nè bạn, chị chủ vườn nè bạn ơi. Chào cả nhà đó chị. Chào cả nhà nha. Rồi anh em móc dừa ăn sao mình vô chọc vào chủ nhà chút xíu mình mới ra bạn ơi. Chẹo vào chủ nhà chút mình mới ra. Đây nè có mấy cháu này cũng con của chị nè. Chị Trắng nè bạn. Chào cả nhà đi con. Chào cả nhà. Giỏi quá. Chào cả nhà. Trời đứa nào nấy cũng giỏi giỏi không. Đâu rồi. Mặt mèo nè. Con mèo thấy cưng lắm nha cả nhà. Cười các coi. Trời ơi. Con đi học chưa? Chưa tới giờ hả? Học lớp mấy rồi? Lớp 4. Lớp 4 hả? Giỏi quá ta. Giờ mấy đứa này học hết rồi hả chị? Đi học hết rồi. Cười các coi. Trời trai quá trời, sao giống cha mày quá trời luôn. Thôi giờ cả nhà theo chân mình ra vườn nghe nha. Năm nay nó tệ quá chị ơi. Cậu Tuấn đẹp trai bạn ơi. Để nó ba cái dèo qua mương rồi, cậu Tuấn đoai hết nổi rồi. Cũng lớn tuổi rồi. Ừ tuổi này mà ăn uống gì nữa. Trời ơi có lý luôn hả? À vớt vớt dình liệm qua đây nè. Ngầu chú nhà đó nha cả nhà ơi. Chú vườn. Chú vườn của chú này cá thiên nè nha cả nhà. Chừng té nghe nên. Chết. Té chẳng hẳn rồi dập chân cút luôn á chứ xỉu gì. Kịch tính chưa? Cầu này rất khó đi luôn cả nhà. Rất là khó luôn chứ không phải là khó bình thường. Không phải chuyên nghiệp mới có đẩy xe gù qua cầu này được chứ nếu mà không quen còn là vô phương. Hả? Bên đây hả? Bên đây hết rồi anh Tùng ơi. Ở ngoài đó đó, ngoài đông chỗ đầu dưỡng 2 á có lý á. Ừ. Bên đây nè. Bên đây nè. Phía bên đây nè, phía bên nóng nhà luôn á.
Ngoài bên đốc nhà trái bự lắm á, trái trên bự lắm rồi. Ui vườn cái tân cái đầu á. Có đúng rồi mày. Ừ. Con này nó chụp chúng luôn rồi kìa, tiêu rồi. Ôi này cái này nhảy lên một cái đất hao gì á, vô vô không á. Nhớ là lần có thao chỗ á. Ê. Còn nó cao hơn nữa. Sao chỗ á. Giờ đang nghỉ bạn ơi. Đi hồi nào? Nhớ rồi, cũng đuối rồi. Cái nghiện, cái bưởi nhãn thì lấy cái xe gùa để lên chú dưới nước không nhớ. Để clip nữa. Để đó không có em nhào á. Rồi nó có vợ không nhỏ. Clip không? Ủa con clip rồi. Mở cửa ra. Hả? Quá sườn á. Trời ơi, thích chung chút đi. Gì vậy? Còn lấy kiếm mồi nhậu được luôn á.
ở trên kinh Cục Phúc. Nó phải có ngược ngạo gì nó mới đợi chứ. Sáng dưới móc lên vậy trên dục xuống. Quá là coi, đường chuột lên thử ai Khanh. Có thấy gì không? Trời quá tay rồi. Khoảng một cái bạn. Quá trời hay Tùng ơi. Nó nặng cái gì thôi? Hả? Dạ bự quá mình thấy nó nặng cái gì. Còn. Té chỗ này mà chiều trúng số thì tự dẫn chết luôn. Chiều trúng số mà tự dẫn chết thì tôi nghĩ vậy. Ước mẹ nổi số mày lãnh tụi con đó à. Nó cầu con rửa bèo luôn á. Nó nổi chuyện dầu á. Bỏ túi 2 tỷ ý 2 tờ giấy số 4 tỷ không muốn mặn miếng nữa hả? Trúng số. Bay chổi cái sơn nó nhậm gì? Người ta có đường đó tao qua ở đây rồi sao ấy được? Đây quay cái sao quá được. Ông ơi, đóng cống nước rồi mà khai. Anh Năm này đổ lâu sao vậy? Năm làm như nhẹ lắm chứ quê. Mọi xin lỗi coi. Bệnh rồi. Bệnh gì? Cắt nước ha Tùng chú Dịch. Cắt nước rồi. Chuẩn hơi cắt nước rồi anh em ơi. Quá trời rồi. Xịt khói. Xịt khói luôn mũi à hả? Có điếm cháy rồi mà. Điếm luôn rồi. Bèo quá trời luôn bạn ơi. Trắng đĩa trời. Có điếm. Hả? Có điếm. Còn cái bà điếm là hồi đổ chung anh em mới nè, còn mới ra hồi đổ riêng luôn. Hả? Cái vườn bên đó có điếm rồi. Rồi, rồi. Nhỏ điếm á, hỏi nhỏ nè. Có điếm rồi, điếm bỏ vô chung rồi. À,
anh Năm anh không có chịu đẩy mà một mình thằng nên nó ốm nó đẩy muốn gần chết. Bắt anh Năm lội xuống. Kéo mồ chừng té đệt luôn bây giờ. Đậu đại điếm mà điếm rồi mà tàu móc điếm rồi ha chứ tàu móc rồi á nãy giờ nhỏ điếm đây rồi. Không chịu đẩy để con nhỏ đẩy muốn chết đổ thừa nước cạn. Đổi xuống anh Năm. Đổi xuống cho dính bèo rồi chơi. Con đi vô cái lỗi gì. Đổi xuống đi cho dính bèo rồi chơi. Trời ơi. Trời ơi Năm. Đẩy dây lại. Anh nghĩ cái gì vậy? Cái gì? Ủa anh chọn cái gì không? Trời ơi tao không dám. Không lấy nữa ghe thôi trời. Thì ghe nó không ghe cho nó hết luôn. Rồi có hết không? Ghe nó chừng không hết. Còn nhiều lắm. Ghe nữa hết hả? Ừ, trời ơi, ráng gì sao mà đi 3 lần đó khỏe nhẹ nữa. Nào té dưới không? Không khôn này nó bọt thiệt á. Nó mượn ghe bốt mà xài gì nhà bốt có nóng ruột. Không thì vậy hả? Vậy đi. Nói chơi chứ cái ghe này chở nó cũng nặng à. Nghe kia bỏ rồi đó hả? Đó. Bỏ luôn đó hả? Bỏ gì sao không đi để con ghe con làm lại. Trời đất ơi. Ghe nó quăng hả? Năm vừa dục quá. Đi rồi. Mình cho cái áo mua bọc banh cho quăng đó. Cái áo mua banh cho quăng thôi. Được rồi. Chạy quá biết nữa thôi à. Năm nó bóp ngôi vào lên. Số hơi vào lên. Bổ một cây cầu. Cây cầu anh hết. Bổ qua đánh sao cây nước vô bổ ngôi. Hả? Đánh sao cây nước vô. Có nước đang lớn thì đỡ nãy không vậy á. Có hả? Nước đang lớn. Trái này mới tới cái nửa kia vừa đi không nổi luôn. Trái này nước dầm nước đang lớn cái chỗ này á. Trái này trời tới 4 giờ nước tài à. Dạ. Vậy Nam thôi, thời lượng cũng dài các bạn ơi. Chắc tạm chia tay clip này đi, hẹn video sau nha. Tại vì mốc vừa nó tới còn tới 3-4 ngày là các bạn. Có gì mình review lại cho cả nhà mình xem cùng đồng hành cùng kênh nha. À, bà chủ với ông chủ với ba cả nhà ấy coi. Bye bye. Bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại nha. Ông chủ năm nay móc vừa lỗ không chủ mọc buồn hiu rồi. Anh em bye bye cả nhà coi. Chào nên bye bye cả nhà. Bye. Để bye cả nhà đang phát sinh kìa. Chào cả nhà cái Nam ơi. Tạm biệt cả nhà các cưng. Hẹn lại cả nhà. Hẹn lúc sau. Rồi. Nam xuống. Chào cả nhà. Chào cái đàng hoàng lắm coi gì mà chú nít kêu mà chào. Bye bye cả nhà. Chào là chào buổi sáng.